Can I help you, sir? Yes, well, tôi đã đặt phòng rồi. Xin lỗi, họ tên? My name is Ling Ling Ching. Thì xin lỗi nha, không thấy tên của anh. Cái gì? Thì hãy chơi đi. Coi kỹ lại đi. Xin lỗi nha, anh không phải đặt khách sạn Regent, anh đặt là nhà khách Regent thôi.